Discover with me xin chào tất cả các bạn. Tìm kiếm một ngoại hành tinh trong vũ trụ có khả năng tồn tại sự sống giống như trái đất là nhiệm vụ luôn khiến các nhà khoa học thích thú. Và các nhà nghiên cứu đã tìm ra một hệ hành tinh có tên là LP8909 vô cùng thú vị. Trong hệ hành tinh này, có hai siêu trái đất và một trong số này có thể có các điều kiện cần thiết để hình thành sự sống. Thậm chí, các nhà khoa học còn cho rằng hành tinh này xếp thứ hai trong danh sách những hành tinh đã tìm thấy trước đây hứa hẹn có sự sống. Và hơn tất cả, hệ hành tinh chỉ cách trái đất 100 năm ánh sáng. Vậy đây là hệ hành tinh như thế nào? Hai siêu trái đất trong hệ LP8909 có gì đặc biệt mà lại được đánh giá cao đến thế? Mời các bạn đến với video hôm nay của chúng tôi để cùng tìm hiểu. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Như chúng tôi đã nói ở trên, ngày 8 tháng 9 năm 2022, tờ New Report đưa tin, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện hai ngoại hành tinh, được gọi là các siêu trái đất. Các siêu trái đất này cách hành tinh của chúng ta khoảng 100 năm ánh sáng. Đặc biệt trong đó có một hành tinh được xác định với các điều kiện thích hợp để nuôi dưỡng sự sống. Hai ngoại hành tinh này có tên khoa học là LP8909b. Và LP8909C nằm trong quỹ đạo của ngôi sao chủ LP8909. Các hành tinh này được gọi là siêu trái đất vì có những đặc điểm tương tự hành tinh của chúng ta, song có khối lượng lớn hơn khoảng 10 lần với bề mặt đất đá và khí quyển mỏng. Trong khi đó, sao chủ LP8909 là ngôi sao mát thứ hai được biết đến có các hành tinh quay quanh sau ngôi sao Chapit 1 với 7 hành tinh có kích cỡ tương đương trái đất quanh quỹ đạo. Những ngôi sao như Chapit 1 và LP8909 được cho là nơi tốt nhất để nuôi dưỡng sự sống trên các hành tinh quay quanh chúng. Do ngôi sao càng mát thì hành tinh càng dễ tồn tại sự sống. Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến cho các ngôi sao này khó được phát hiện hơn. LP8909 còn được gọi là Speculus 2 hoặc TOI4306, là một ngôi sao lùn đỏ nằm cách hệ mặt trời khoảng 100 năm ánh sáng, tức là khoảng 32 parsec, và thuộc trong sao Ba Giang. Sao lùn đỏ LP8909 có khối lượng bằng 12% khối lượng của mặt trời, đường kính bằng khoảng 15% đường kính của mặt trời, có nghĩa là đường kính của mặt trời của chúng ta là 696.340 km, thì đường kính của LP8909 là khoảng 104.451 km. Nhiệt độ của ngôi sao là 2.598 độ C, chưa bằng một nửa nhiệt độ mặt trời. Dựa trên những phát hiện trước đó của vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh TESS do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA phát triển, các nhà nghiên cứu tại Đại học Birmingham của Anh đã sử dụng kính thiên văn Speculus để xác định khả năng nuôi dưỡng sự sống của hai hành tinh trong hệ LP8909. Trước đó, cũng chính thiết bị này đã tìm ra hệ hành tinh Chapit 1. Đó cũng là lý do vì sao mà ngôi sao chủ LP8909 còn có tên gọi khác là Speculus 2. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã đánh giá các ngoại hành tinh này dựa trên những yếu tố như kích thước hành tinh, khoảng cách đến sao chủ, cũng như nhiệt độ và kích cỡ ngôi sao. Lý giải phương pháp mà nhóm nghiên cứu áp dụng, tác giả chính của nghiên cứu cho biết họ đã sử dụng dữ liệu của TESS thu được. Trong đó, vệ tinh này giám sát độ sáng của hàng nghìn ngôi sao cùng một lúc và phát hiện ngôi sao với độ mờ nhẹ do có hành tinh quay quanh. Phương pháp này còn được gọi là phương pháp quá cảnh. Dựa trên cơ sở của TESS, các nhà khoa học sẽ sử dụng kính thiên văn ra lại những điểm mà TESS bỏ lỡ do độ nhạy hạn chế của nó đối với ánh sáng trong phạm vi cận hồng ngoại, thường tỏa ra từ các ngôi sao lạnh hơn, trong đó có LP8909. Sau đó, hai ngoại hành tinh được phát hiện quay xung quanh quỹ đạo của LP8909. Hành tinh đầu tiên, LP8909b, được xác định ban đầu bằng kính thiên văn TESS. Sau đó, các nhà quan sát đã thực hiện các quan sát sâu hơn bằng cách sử dụng Speculus. Họ đã xác nhận hành tinh này
và đồng thời phát hiện ra hành tinh thứ hai, LP8909C. Bộ đôi này có khả năng là hành tinh đất đá giống với Trái Đất, nhưng lớn hơn một chút. Hành tinh bên ngoài LP8909C có quỹ đạo nằm trong vùng có thể sinh sống được, và nó là mục tiêu thuận lợi để xác định đặc trưng khí quyển bằng sinh web. Như vậy, hai hành tinh trong hệ sao mới phát hiện được đặt tên lần lượt là LP8909B và LP8909C. Theo đó, các nhà thiên văn học có những thông tin bước đầu quan trọng về hai siêu Trái Đất như sau. Ngoại hành tinh đầu tiên gần với ngôi sao chủ nhất là LP8909B, lớn hơn Trái Đất khoảng 30% và nhanh chóng quay quanh ngôi sao lùn chỉ trong 2,7 ngày Trái Đất. Quỹ đạo của nó đi qua chỉ cách sao lùn đỏ 2,8 triệu km. Khoảng cách này là quá gần ngôi sao chủ. Cho dù ngôi sao chủ này có nhiệt độ bề mặt còn chưa bằng một nửa mặt trời đi nữa, rất có thể một mặt của LP8909B sẽ bị khóa chặt về hướng của ngôi sao chủ. Có nghĩa là một mặt của hành tinh luôn nhận được ánh sáng và mặt còn lại sẽ luôn chìm trong bóng tối. Theo các nhà khoa học, nó nhận được lượng nhiệt và ánh sáng từ ngôi sao của nó nhiều hơn gấp 4,1 lần so với Trái Đất. Ngoại hành tinh thứ hai được gọi là LP8909C, lớn hơn một chút so với LP8909B và lớn hơn Trái Đất của chúng ta khoảng 40%. Quỹ đạo của nó đi qua ở khoảng cách 6 triệu km so với ngôi sao chủ. LP8909C hoàn thành quỹ đạo trong khoảng 8,5 ngày Trái Đất. Các nhà thiên văn học tin rằng hành tinh thứ hai này, LP8909C, nằm bên trong vùng có thể sinh sống được của ngôi sao chủ, nơi nó không quá nóng cũng không quá lạnh, để hỗ trợ sự tồn tại của nước lỏng trên bề mặt. Theo các nhà thiên văn học, bán cầu ban ngày của LP8909C nhận được khoảng 90% lượng nhiệt và ánh sáng mà hành tinh của chúng ta nhận được từ mặt trời. Điều này có nghĩa là nếu có một bầu khí quyển thích hợp, nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt. Để kiểm tra giả định này, trong tương lai, các nhà thiên văn học hy vọng sẽ sử dụng đài quan sát không gian James Webb của NASA để nghiên cứu hệ thống này. Nếu LP8909C có bầu khí quyển, kính thiên văn sẽ có thể tìm thấy dấu vết của nó và cũng cố gắng xác định thành phần hóa học. Các nhà khoa học cũng đã so sánh việc phát hiện ra hai siêu Trái Đất LP8909B và LP8909C quay xung quanh ngôi sao lạnh LP8909 với việc tìm kiếm các ngoại hành tinh thuộc hệ TRAPPIST-1. Trong số 7 ngoại hành tinh đã biết quay xung quanh hệ TRAPPIST-1, có 3 hành tinh nằm trong vùng có thể sinh sống được. Điều này đã khiến cho TRAPPIST-1 trở thành mục tiêu chính để các nhà thiên văn học điều tra sâu hơn. Và thực tế là một trong những thế giới mới được phát hiện này chiếm giữ vùng sinh sống của ngôi sao chủ LP8909 cũng khiến việc điều tra sâu hơn về hệ này cũng hấp dẫn không kém. Đây chính là điểm thu hút giới khoa học cực độ. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đi tìm hiểu về hệ hành tinh LP8909 vừa được phát hiện. Điều đặc biệt là hệ hành tinh này có một hành tinh mang tên LP8909C, có thể tồn tại sự sống. Đây chỉ là những phát hiện và suy đoán ban đầu. Để tìm hiểu sâu hơn chắc chắn chúng ta sẽ còn cần thêm nhiều thời gian nữa đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.